Mình xin chào các bạn nha. Cái hầm này nhỏ xíu, cái hầm ốc hôm bữa mình mua về 3 kg ốc bố mẹ để cho mình thử nghiệm coi nó có đẻ hay không đó các bạn. Thì hôm nay mình quay lại cho các bạn xem nha, nó đang đẻ nha các bạn. Để mình đi vô gần mình quay cận cảnh cho các bạn xem nó có lúc nó đang đẻ nha các bạn. Bữa mình mua về khoảng chừng 3-4 ngày sau là có con đẻ nha các bạn. Mà các bạn đừng có nên làm theo mình như vậy nha. Các bạn mua ốc ở xa về nuôi thì mình khuyên các bạn là nên mua trứng về ấp nha các bạn, nó chắc hơn. Chứ còn mà mua ốc bố mẹ về nó cho nó đẻ là ít có được đẻ lắm nha các bạn. Tại vì mình cũng là người may mắn lắm nên ốc nó mới đẻ nè. Có nhiều bạn mua về là nó chết lặn chết mòn từ từ nó chết hết chứ nó không có được đẻ đâu nha các bạn. 100 người chỉ được có 1-2 người thôi nha các bạn. Tốt nhất là các bạn mua trứng về ấp. Còn các bạn muốn vui vui thì các bạn mua 2-3 kg giống mình vậy nè, về thử nghiệm chơi thôi. Để mình bước vô mình quay sát cho các bạn xem nha. Các bạn xem ốc nó đẻ một lát rồi mình vô mình quay cái video hôm bữa mình ấp trứng cho các bạn xem đó. Đến bữa nay là cũng 7-8 ngày đó, để cho bạn xem nó nở như thế nào nha. Bữa nay nó nở cũng khá nhiều rồi các bạn. 1 kg trứng ốc hôm bữa mình mua về mình có quay cho các bạn, chia sẻ với các bạn đó. Để tí mình vô trong mình quay cho các bạn xem luôn nha. Thử coi ốc nó, trứng ốc nó nở như thế nào nha các bạn. Nè các bạn thấy bữa giờ ngày nào nó cũng có đẻ 2-3 ổ trứng hết nhưng các bạn. Mình không có quay, bữa nay nó đẻ tới 4 ổ nên mình mới quay nè. Nè các bạn thấy đây là 3 ổ rồi nè, nó đẻ hồi tối qua. Giờ là hừng sáng mình ra mình thấy nè nha các bạn. Còn con kia nó đang đẻ thì nó nằm trong kia nha các bạn. Nó các bạn thấy nó đang nằm đẻ không? Ốc này, con ốc đang đẻ này nó cũng hơi to nè nha các bạn. Con này đẻ buồng trứng là hơi bự đó, hơi to đó. Các bạn thấy nó đang đẻ không? Nãy lúc mình chưa quay á các bạn, con kia nó định bò lên này mà nó thấy mình lòng vòng cái nó bò xuống rồi. Chứ không thôi là được 5 con đẻ, được 5 buồng rồi nha các bạn. Bữa nay nó đẻ cũng ok nè, được 4 buồng rồi. 3 buồng này với 1 buồng đang đẻ nữa là 4 buồng. Bữa giờ ngày nào nó cũng đẻ 2-3 buồng trứng nha các bạn. Mà mình thấy ít nên mình không có chia sẻ với các bạn. Hôm nay mình thấy nó đẻ 4 buồng trứng nè. Nên mình mới quay mình chia sẻ với các bạn. Này là bước đầu là mình đã thành công rồi nha các bạn. Các bạn chỉ cần mua ốc bố mẹ gì nè mà nó đẻ là các bạn đã thành công rồi đó. Ít có ai mà mua con ốc ở xa về mà mình nuôi sống mà để cho nó đẻ được nha các bạn. Đa số là nuôi khoảng chừng 10 ngày 20 ngày là nó chết lần chết mòn nó chết cái hết luôn nha các bạn, nó không có đẻ. Lâu lâu mới mình
hên lắm mình mới thuyết phục được nó nha các bạn. Tại vì mình nuôi con cá mình đã quen, cũng quen rồi, mình nên mình cũng biết cách một chút nên mình mới thuyết phục được nó. Còn các bạn mà mua các bạn thử nghe mình nói thử coi có lúc đúng không nha. Các bạn mua về thử xem mà ở con ốc ở lân cận thì mình không nói nha. Còn các bạn mua ốc bố mẹ mở xa về các bạn nuôi thử đi xem nó có đẻ cho các bạn hay không nha. Nó chết lằn chết mòn giết hết luôn á, thử thì mình nói có đúng không nha các bạn. Nên các bạn muốn gầy dựng ốc thì các bạn mua cái trứng ốc về các bạn ốc nha, là an toàn nhất. Là con ốc mình nó nở ra là mình xịt nước nó hàng ngày là nó quen cái nguồn nước của mình á, là con ốc con nó lên là mình chăm tốt là nó sẽ ok đàng hoàng luôn nha các bạn. Còn các bạn mua ốc giống hoặc là ốc bút mẹ ở xa về là mình bảo đảm với các bạn nuôi khó thành công lắm, nó chết làm vết mòn từ từ hết à. Lúc đầu các bạn đem về các bạn nuôi các bạn thấy nó đi ăn bê lội này kia thấy ham gì đó chứ từ từ nó chết trơn à. Còn mà các bạn mua trứng gì các bạn ốc á là chắc chắc cú nha các bạn. Các bạn chăm khéo nữa là ok luôn đó, tại vì nó quen nguồn nước của mình á. Các bạn thấy mấy trứng này nó hơi đổi màu vàng vàng, còn trứng mới đẻ ra là nó màu trắng tinh gì nha các bạn, nó đang đẻ. Có con nó đẻ nhanh lắm, có con nó đẻ khoảng chừng 30 phút là xong nha các bạn. Nhất là mấy con trẻ trẻ mới lớn lên đó, đẻ rất là nhanh nhưng mà trứng thì nó cũng không có đẹp bằng cái trứng mấy con ốc già già. Con ốc to, ốc to nó đẻ lâu lắm, có con đẻ 2 tiếng, có con đẻ 3 tiếng luôn đó các bạn. Mà nó chắc cú lắm. Còn mấy mấy đứa trẻ trẻ mới lớn là nhìn này nó đẻ nhanh lắm. Nó làm gì cũng nhanh hết chứ. Mà không ra gì hết nha các bạn. Mình ốc nó thì cũng có nhiều trứng hư lắm, còn mấy trứng già già. Già mà đừng già quá nha. 2 3 lứa nó đẻ 2 3 lứa rồi đó. Ốc đẻ đạt lắm, mấy con ốc to giống như ốc đang đẻ nó cũng to nha các bạn. Ốc đó là đẻ là buồng trứng là ok, to đừng nữa. Trứng này cũng to nè, trứng này con ốc này cũng to nè. Còn mấy con ai trứng bên đây là nó mấy con lứa lứa nó đẻ nè. À, buồng trứng vậy là cũng đạt rồi nha các bạn. Mình tuy rằng mình mua có mấy ký về mà nó đẻ được gì là mình rất là vui mừng luôn nha các bạn. Là cái bước đầu mình cảm thấy mình có hy vọng rồi đó, là mình thành công được. Tuy rằng cái công việc nó rất là nhỏ nhưng mà mình cũng có cái hy vọng nha các bạn, như vậy là cũng thành công bước đầu rồi đó. Các bạn xem chút xíu mình vô mình quay một ký trứng ốc hôm bữa mình ốc cho các bạn xem nha, nó đang nở như thế nào nha các bạn. Đó, các bạn sẽ thấy cái bể này là bể lót bạc cũ rồi nè. Bữa mình mua về mình không có chưa có làm chỗ cho nó đẻ, mình làm trong cái hầm cá nhỏ lúc trước đó. Cái hầm này nhỏ xíu à, nên mình tạo cho nó cái ốc bố mẹ đẻ thì mình phải tạo cho nó giống như thiên nhiên tự nhiên vậy nè thì nó mới thích đẻ hơn nha các bạn. Nó mình làm cái gò đất nhỏ vậy đó, mình thả bèo lục bình rồi vô. Con ốc này nó rất là thích ăn bầu nha các bạn, bầu bí rồi nó ăn dữ lắm. À, mớp nó cũng ăn nữa mà mớp nó ăn không mạnh bằng bầu. Ốc đẻ mà các bạn cho ăn bầu á là nó nhanh đẻ lắm nha các bạn, nó đẻ sai lắm mà nó đánh hơi công nhận hay lắm nha các bạn. Thấy nó bò ghê 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 chứ nó đánh hơi hay lắm, giống như các bạn thấy con ốc nó bò ở ngoài cái ao ha, ngoài cái ao rộng lớn vậy đó. Mà các bạn thử bỏ miếng mồi xuống cách đó, bỏ miếng bí hay miếng bầu gì đó hay cái thức ăn á, mà các bạn bỏ cách chừng 3 mét đi, các bạn đi lòng vòng một lúc cho các bạn quay lại là con ốc nó bò lại ngay miếng đó nè. Công nhận đánh hơi cũng hay ghê á.
Các bạn thấy con ốc này không? Nãy chị ta trèo lên gần tới cái bụi cỏ này định đẻ nè, bây giờ bò xuống nằm đây nè. Tại mình lội xuống động nước á nên nó tuột xuống dưới đây nè. Đó, ốc này nè. Từ đây tới chưa thế nào cũng chỉ cũng trèo lên chỉ đẻ đáy trên này nghe các bạn. Các bạn thấy nó nằm dưới này không? Đó. Nằm dưới đáy á, mình lội vô á, cái động nước nó chìm nằm dưới đáy nè. Nó các bạn thấy không? Bữa mình mua chỉ có 3 kg thôi mà không có được điều nha các bạn. Con nhỏ con lớn tùm lum hết á, mà ngày nó đẻ cho mình 2-3 buồng, 3-4 buồng vậy là quá thành công nha các bạn. Là cũng may mắn lắm nha các bạn. Chứ không thì nhiều người người ta mua hả cả vài tạ về người ta thả nó cũng chết lần chết mòn chết giết không còn con nào. Mình mua có 3 kg mình thử nghiệm thôi mà nó đẻ được cho mình như vậy là quá là ok nha các bạn. Các bạn nhớ nha, mình phải làm cách nào để cho nó đẻ nha các bạn mới là quan trọng, chứ các bạn dùng thuốc dùng men này kia nhiều quá là nó đẻ được 1-2 lứa là xong luôn. Mà mình đừng có dùng thuốc nhiều nữa, nó giết thì con ốc nó có lỡ có đục chặt á khó chỉ lắm. Lúc nào cũng phải dùng thuốc nó quen nha các bạn. Còn mình nuôi tự nhiên, mình chỉ lâu lâu mình chỉ dùng cái cách tự nhiên đơn giản thôi. Còn mà nếu mà con ốc mà nó đã chịu bệnh rồi nha các bạn, mình nói với các bạn nha, cho 10 cái thuốc nó cũng không trị được đâu nha các bạn. Mình là chủ yếu mình nuôi lại chứ chăm sóc đàng hoàng an toàn nó là tốt nhất, đừng có lợi dụng thuốc quá nha các bạn. Đây lục bình nhiễu nó đậu bên kia. Để mình quay lại một lần nữa cho các bạn xem rồi mình vô mình quay cái trứng ốc đang nở cho các bạn xem nha. Nó đẻ lâu lắm các bạn, giống như con ốc này mà nó đẻ mà một lúc mà nó đẻ xong á rồi là con ốc này nó đẻ tầm khoảng tự giá khoảng 2,5 tiếng đổ lên. Là con ốc này nhìn là biết nó đẻ chậm. Nãy giờ là mình canh nó cả tiếng hồ mà nó mới đẻ ra được có nhiêu đây nè các bạn. Thì các bạn nghĩ một cái buồng trứng của nó ra cỡ bao lâu nữa, khoảng tiếng mấy nữa. Nó cứ nằm này vậy gì đó. Nó tài lắm nha các bạn. Cứ nó hay lựa cái bụi cỏ nó đẻ vô nè. Giống như gò đất cả đống gì nè nó không đẻ mà con nào cũng vậy. Con này thì lựa cái bụi bạc hà. Con này cũng lựa bụi cỏ. Còn con bên đây cũng lựa bụi cỏ. Các bạn thấy hay không? 5 gốc mà nó đẻ hết 4 gốc. Vô 4 gốc rồi. Còn gốc kia nè. Gốc này nè. Nãy mình nói nè con ốc này nè. Nó đang chuẩn bị trèo lên trên cái bụi này nó đẻ nữa nè, mà giờ nó tuột xuống. Nó các bạn thấy hay không? Như vậy là quá ok rồi đó các bạn. Bước đầu mình đã thành công rồi nha các bạn. Tuy rằng cái chuyện nhỏ xíu thôi nhưng mà mình rất là vui nha các bạn. Để mình vô mình quay trứng cho các bạn xem nha. Con ốc đang chuẩn bị đẻ này nè các bạn. Ốc rồi nè. Ốc này to lắm. Còn nó đẻ buồng trứng thì thôi khỏi nó chê luôn á. Các bạn nhớ đón xem cái clip tiếp theo của mình. Mình thả con ốc mới nở ra bể mình thả bằng cách nào cho nó an toàn nhất nha các bạn. Các bạn nhớ theo dõi cùng mình nha, để mình vô mình quay trứng ốc cho các bạn xem. Đây mình chưa có làm được cái chỗ nuôi bèo nên mình làm đỡ, mình làm tạm để cho ốc con nó ra để mình vớt cho nó ăn á các bạn. Nuôi ốc con là phải cần nhất những cái bèo này nha các bạn. Cái bèo này có hai loại bèo, nó lộn xộn mà, bèo cám với cái bèo gì hay to to cũng giống bèo cám.
các bạn nào mà cũ lâu lắm của mình mới thấy được cây mai này nha các bạn. Lâu lắm rồi mình không có quay nha các bạn. Lúc đầu mình mới làm kênh á, mình có quay cái này nè. Bây giờ mình lót đá vô, đừng để cho nó khít nha các bạn. Các bạn thấy y như con hươu không? Cây mai á, bốn chân đàng hoàng luôn nha các bạn. Đó. Các bạn thấy chân nó đẹp không? Mình lấy mấy cục đá chim ra là các bạn nhìn thấy rất là đẹp luôn nha các bạn. Bốn chân đều gan luôn. Nó cây mai như vậy đó, tuy rằng nó nhỏ vậy chứ mà các bạn đem lại cây mai mà bằng quắt chân đổi mình cũng không đổi đâu nha các bạn. Có rất là nhiều người ta đòi mua, mình để chơi thôi nha các bạn. Các bạn thấy hay không? Tướng y chang như hươu luôn nha các bạn. Cái mai này mà càng to thì mình tạo cái dáng chuẩn lại là đem đi chơi là rất là gọn gàng luôn nha các bạn. Đem đi những cái hội này kia mình để cho nó đầy đủ, nó chuẩn xong rồi mình mới chơi, chứ giờ nó chưa đầy đủ nha các bạn. Mà vô coi trứng ốc rồi các bạn ơi. Mình bị viêm thanh quản các bạn, bị ho hoài à, không hết hết cái đồ ho tiếp. Nó các bạn thấy ốc à, cái ốc nó mới nở vậy. Nó các bạn thấy mình bỏ bầu xuống á, cắt phanh bỏ xuống là nó ăn sạch hết dân nè các bạn. Nó đen đen là nó bu lại nó ăn, các bạn thấy nó bu lại ăn à. Mà các bạn nghe kỹ kìa, nó ăn gắt nha các bạn. Ốc con mà nó khỏe nó ăn gì đó, nở nhiều lắm rồi nha các bạn. Các bạn nhìn gì đó, chứ dở cái gỗ lên nó đeo ở dưới cái lớp gỗ nhiều dữ lắm nha các bạn. Cái lớp dĩ gỗ này nè, mấy ngàn con rồi đó. Các bạn thấy mấy chỗ này nè, nhẹ 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 gì nè là nó nở hết rồi đó. Còn lại cái vỏ với lại có một số trứng mà các bạn thấy. Thấy ở trong cái buồng trứng mà trứng cái lớp nào cũng đen mà có cái lớp trắng gì nè. Là cái màu trắng nó không thay đổi là trứng nó không có trống nha các bạn. Mà mình ấp đẻ gì là nó rất là ok đạt nha các bạn. Các bạn thấy những cái buồng trứng này đang đang đều gan không? Cái này là tí nữa là mấy buồng trứng này là nó nở hết luôn nha các bạn. Ở đây mình chia sẻ với các bạn là mình ấp trứng, mình để như vậy mình ấp thôi nha các bạn, mình đậy lại kính. Bữa mình có chia sẻ với các bạn, mình nói với các bạn đó, mình đậy cái thùng kính lại, khi nào mà nó nứt nó nở ra một hai con, mình thấy nó nở vài con á, bắt đầu mình thở cái nắp ra nha các bạn, đừng đậy nắp kính nữa. Rồi lúc đó nó thở rồi đó. Còn cái lúc mà mình mới ấp là trứng còn nguyên trong, nó không có thở nha. Thì các bạn đậy kính cho nó có cái độ ấm, nó nhanh nở. Còn tới lúc mà nó nở rồi là các bạn mở nắp ra một ít để cho có cái hơi gió vô cho nó thở nha các bạn. Đừng nên để chằn quá gió, cái trứng ốc gió mạnh quá nó khô làm hư trứng ốc nha các bạn. Còn một ngày á, cái lúc mà nó sắp nở là một ngày các bạn phải xịt nước cho nó 4-5 lần, 5-6 lần nha các bạn. Còn mà các bạn không có thời gian xịt á, thì các bạn lấy miếng vải mỏng đậy lên, nhúng nước ẩm ẩm đậy lên, ngày xịt lần thôi. Cái dĩ này hôm bữa nó nở sắp hết rồi đó, mình mới chuyển qua thêm mấy trứng nè. Một ký, mình có ốc có một ký thôi nha các bạn. Mình ốc hai thùng bên đây nè. Mình mới lấy thêm bên đây qua bên kia các bạn. Các bạn thấy cái trứng trắng, màu trắng này không? Trứng này là mình nghi là chắc không nở được bao nhiêu con nữa. Người ta nở hết rồi mà nó còn trắng bóc gì, không có trống nha các bạn.
cái trứng đó là không có trống. Đó, các bạn thấy nhiều cái trứng bự nó nở ra hết mà còn sót lại một số trứng còn nguyên, trắng trắng là mấy trứng nó không có trống. Các bạn nhớ xem mai mốt mình thả xuống ao lấy ốc con này nè, mình thả xuống ao như thế nào để cho con ốc con nó an toàn nhất nha các bạn. Các bạn nhớ xem video tiếp theo để xem mình thả giống nha. Rồi, các bạn ốc như vậy là cũng đã thành công ok nha các bạn. Hôm bữa mình đón 1 ký ốc này nè. Thường thường trung bình người ta ốc ra mình tính cái tỷ lệ trung bình thôi nha các bạn. Thường thường thì người ta ốc khoảng ra chừng 8.000 con đổ lên, cái đó là trung bình. Còn những người ốc không đạt là khoảng 5.000 con à. Còn 1 ký này là mình ốc là trên nở ra hết là chắc trên 10.000 con nha các bạn, từ 10.000 con trở lên chứ không có dưới. Tại vì nó nở ra mình ấp á, nó nở ra 1-2 cái buồng trứng đầu là mình sẽ đón được nha các bạn, mình sẽ dòm theo cái trứng đó dòm theo cái trứng nó nở hết á được bao nhiêu con, rồi mình xem hết ở trong cái chỗ mình ấp á là cái trứng nó nằm về cái thuộc về cái dạng loại nào, dạng loại nhất hay nhị hay là ba, mà nó nở ra được bao nhiêu con là mình đếm cái đầu trứng mình nhân lên, là mình nhân chia ra là mình sẽ đoán được 1 ký nó nở được bao nhiêu con nha các bạn. Nó cũng đơn giản lắm chứ đâu có ai mà công đâu mà đếm cho chính xác, mình chỉ đoán như vậy thôi là nó xê chịch không có bao nhiêu hết nha các bạn. Với lại mà từ từ á, mình nuôi quen lâu rồi đó, chỉ cần mình nhìn con mắt thôi là mình cũng biết nha các bạn. Nó bu ở dưới cái lớp gỗ nè các bạn, ở mép trong nè, ốc trong ở ngoài nè, dày đặc luôn nha các bạn. Ốc mới nở mấy ngày mà các bạn thấy đen thui không? Các bạn thấy ốc nó nở ra mà cái màu trong trong trắng trắng là nó không được khỏe, còn nở ra chừng 1-2 ngày mà đen thui gì nè là ốc rất là khỏe, mình chăm được nha các bạn. Hôm video mình đến đây xin tạm dừng nha. Xin chúc các bạn luôn luôn thành công.